Vâng, xin chào các bác. Thì hôm nay cái sản phẩm để tiếp tục mang đến giới thiệu với các bác là một chiếc bình xịt khói, là một cái dụng cụ không thể thiếu cho các bác khi sử dụng các bác trong cái mục đích là quay những cái ong, đàn ong mật của chúng ta, và các bác khi kiểm tra những đàn ong của chúng ta xem nó có bị làm sao không, ốm đau gì không. Thì hôm nay em sẽ đi chi tiết về cái bình xịt khói này. Thì đầu tiên, trước khi chi tiết sản phẩm, em sẽ giới thiệu sơ qua cách thức giao dịch trước. Các bác mua hàng, các bác sẽ alo trực tiếp bên em theo hai đầu số trên màn hình video này. Bên em nhận ship hàng toàn quốc và hàng là COD. Các bác khi nhận hàng, các bác được kiểm tra trước khi thanh toán. Đấy, bên em ship đồng kiểm ship 63 tỉnh thành trong cả nước. Thì về giá cả, em nói luôn, cái giá của chiếc bình xịt khói bằng inox này là 230.000 đồng nha các bác nhé. 230.000 đồng là đã bao gồm cước phí vận chuyển về tận nhà cho các bác, về tận nơi cho các bác chỉ phải trả là 230.000 đồng cho một chiếc bình xịt khói chất liệu bằng inox này. Và bây giờ em sẽ đi chi tiết về cái sản phẩm này luôn để các bác không đợi lâu. Thì đầu tiên, đây các bác có thể nhìn thấy không ạ? Bên ngoài của nó là được bảo vệ bằng một chiếc thép. Đây, chiếc thép như miếng thép dạng thép nhỏ như này nhá. Thép nhỏ như này để chống nóng như bên trong. Và đây là có một nốt cài, khi chúng ta không sử dụng các bác có thể treo lên như thế này nhá. Treo lên như thế này, treo vào cái đinh hay là treo vào cái cành chỗ nào cũng được. Chỗ nhà các bác treo đâu cũng được. Và đằng sau là một chiếc miếng gỗ. Đây, những cái kẹp gỗ này nó cũng là bằng inox luôn nhá các bác nhá. Và đây là một chiếc miếng kẹp để giữ miếng da, chúng ta nó gọn gàng lại thôi. Và đây là miếng giữa, ở giữa này là miếng da. Miếng da này thì nó sẽ có tác dụng như thế nào? Khi chúng ta bóp còi nó sẽ có độ không khói từ ở dưới bình này lên, và trong khói sẽ ra qua đây. Và bên trong nó sẽ có một chiếc kiềng, gọi là chiếc kiềng ba chân. Chúng ta khi chúng ta sử dụng, chúng ta bẻ nó lên và cho nó vào bên trong. Và cái loại này rất chi là dễ sử dụng các bác nha. Ví dụ đây là cái bìa các tông đi. Chỉ với các tông này thì em sẽ quấn gọn vào. Các bác lưu ý là quấn càng chặt càng tốt, và sẽ châm lửa một đầu dưới và sẽ ra luôn, nhét vào bên trong như thế này nhá. Nhét vào bên trong như thế này. Đậy lại. Đây. Các bác có thể thấy tay cầm rất chi là đẹp đúng không ạ? Đậy lại. Và khi chúng ta sử dụng nhá, sử dụng thì đương nhiên là các bác bóp nhẹ, bóp từ từ, tại vì nhiều khi ong cũng không cần nhiều khói quá, nhiều khói quá nó sẽ cũng không tốt cho ong. Đây các bác thấy. Các bác nghe tiếng kêu không ạ? Khói nó sẽ ra qua cái đầu bình này. Đó, đầu bình này. Rất chỉ là đơn giản. Loại này thì không cần phải dùng pin. Đấy, không dùng pin, không phải điện lằng nhằng các bác nhá. Cái mẫu này rất giá mà bình dân. Chỉ với 230.000 đồng các bác đã sở hữu ngay một chiếc bình xịt khói inox loại 1. Đấy các bác ạ. Một chất liệu, một chiếc bình xịt khói inox loại 1 là cho các bác nuôi ong mật. Đấy, các bác nuôi hộ gia đình. Đấy, đây là một cái video rất là ngắn gọn giới thiệu về cái bình xịt khói. Các bác xem được cái video bên em thì đừng hãy nhanh tay alo cho bên em nhé, và cho bên em một nút đăng ký kênh, ấn vào quả chuông bên tay phải màn hình để cập nhật tiếp theo những cái dụng cụ, những cái sản phẩm về nuôi ong mật để chuẩn bị cho mùa nhân đàn của 2020 này. Và bây giờ em sẽ xin chào các bác và hẹn các bác trong một cái video clip tiếp theo.